lưới này nè đó, để chia cho cái đàn cá như kia đỡ nóng quá mình. Làm cho một cái máy gen như thế này quay tập trung vào việc làm mái che, việc làm một cái phần mái che dành cho đàn cá cái địa phương chúng ta ha, là nhiều giọng có phướng hay chỉ cần đỏ còn là phướng. Xin chào cả nhà nha, hôm nay thì mình tiếp tục qua chỗ chạy cá kiển Phượng Hoàng ở Hòa Khánh cái bè Tiền Giang á. Thì do thời tiết quá trời nóng luôn đó, bây giờ là 9-10 giờ mà nắng rất là gắt luôn kìa mọi người. Đó thì do cái đàn cá ly thia này là ông chú ông mới ép á, ông nuôi ở ngoài một cái bể cá như cái mấy cái tấm bạc ngoài đây nè đó, thì ông chú bây giờ ông đang làm thiết kế, ông làm thêm một cái mái che ở trên nữa. Mặc dù là ở trên có cây cối rất là nhiều bóng mát rồi, nhưng mà ông chú cũng tận làm thêm cái mái che bằng cái lưới này nè đó, để che cho cái đàn cá ly thia đỡ nóng á, tại vì mình thấy trời nóng quá thì cá nó ngơi lên mặt nước hết trơn à. Đó, làm thêm một cái mái che vậy che nắng thêm nha mọi người. Còn nghiệp mấy con cá ha, trời nóng này nó không quen, nó bị giống như là bị sốc nhiệt vậy đó. Ở đây mặc dù là buổi trưa thì rất là mát, tại vì ở đây có cây nó che rồi nè mọi người. Lúc cái chiều mặt trời lặn thì đây dội vào ha, thì đàn cá nó không có nóng, nhiệt độ ở đây nó sẽ mát hơn rất là nhiều ha. Đó thì giờ mình thấy là trời mát á thì cá bắt đầu có cái mái che thì cá nó lên, thì mọi người nhìn thấy đỡ gì không, rất là nhiều cá luôn ha. Nên mình chỉ quay tập trung vào việc làm mái che, việc làm mái che để giúp cho những cái con cá này nó giảm nhiệt độ của nó đó, nó thích nghi hơn ha. Đó, do cá nó nóng quá mà bên ở trong này là ông chú cũng làm một thêm phần cái một cái mái che ở trong kia, ông để nguyên cái dàn cá ly thi ở ngoài bên đó đó mọi người đó. Bên đây thì mấy con cá bảy màu là ông chú cũng làm, vẫn làm mái che ha. Làm cái mái che thì ông chú cũng thiết kế làm hai phần, một phần bên đây là không có mái che, một phần trong đây là từ cái phần mí này lên là ông chú gắt ton nè mọi người. Khi mà nóng quá thì con cá sẽ di chuyển vào bên trong đây ha. Thì giờ là cũng còn mát á, tại buổi sáng sớm mà, sáng cũng 9 giờ mấy hả, 9 giờ rưỡi hả. Nhưng mấy con cá nó còn mát thì nó còn bơi tung tăng vào đây. Ông chú trồng sen thêm mấy cái, gọi là cái gì ta, sen súng, súng bông sen kìa. Đó, trời nóng quá thì mấy con cá nó chui vô đây hết trơn ha, chú trong đây ha. Này quay quay ở đây nguyên cái đàn cá ly thia này. Nóng quá ông chú cũng làm thêm cái mái che ngoài trời á mọi người, giúp cho mấy con cá nó thích nghi hơn ha. Trời ơi nguyên cái đàn cá này dễ thương ghê không. Đó, vớt một lần là lên 4-5 con như thế này nè mọi người. Đó, đẳng cấp của chạy cá kiển Phượng Hoàng thì mọi người khỏi chê ha. Cá nào cá nấy là cá giống bố mẹ, cá tuyển chọn không á. Đó, nó dễ rất là dạng luôn á cả nhà. Dễ thương không? Này chắc là sáng ông chú cũng cho ăn rồi. Để tay xuống là nheo quá trơn luôn, kẹo luôn đó mọi người. Muốn vớt nó rất là dễ dàng luôn á, tại vì là quá nhiều luôn đó. Mình thích qua đây ngắm cái đàn cá này lắm, tại vì đàn cá này là đã mắt lắm mọi người. Đó, đây có hoa súng nè, hoa súng kiển nè mọi người. Cái này mình nghĩ là bông súng này cũng ăn được luôn ha. Có gông kìa, đó nguyên đàn cá bơi tung tăng dưới ánh mặt trời đó. Đã quá. Thiết kế một cái mái che như thế này thì cũng tấm này mình nghĩ là cũng mua rẻ tiền chứ không có tốn tiền nhiều đâu. Đó, làm thêm một cái mái che như thế này thì sẽ giúp cho đàn cá mình thuận tiện hơn rất là nhiều ha. Đó. Mái che ở trên nè, trên đây là cũng có những cái cây nè, cái lọc vườn ha. Bóng mát ở đây, ở trong đây là có bóng mát sẵn nè, cái bên đây là ông chú không có che bên đây tại vì là hết cá rồi, không ngờ là cá bảy màu rồi. Full gold, guppy gì đó, gibbon gì, la hai dòng chứ mình có quay cho mọi người xem á. Quá trời luôn, thấy đã ghê luôn cả nhà. Một cái phần mái che dành cho đàn cá khá dễ thương, khá là xinh xắn. Đó. Thiết kế một cái mái che riêng trên ha. Ở đây mình thấy có cái sim xanh nè mọi người. Con này là sim xanh nè. Rồi con này là sim đỏ nè. Ha, nó là nhiều dòng, nó có phướng ha, sim xanh, sim đỏ. Con này là phướng nè mọi người. Đó, rất là nhiều cá luôn. Rồi không biết có cá beta, có cá mái nữa. Mấy con bụng to chắc là cá mái á. Một bạn phướng nữa nè. Mấy bạn này là cá sim. Không, đây không thấy cá beta, đây beta. Đó, mấy con này con
con cá mái đó, mình kiếm con cá mái cho mọi người xem. Con này chắc con cá mái quá, mình thấy cái bụng nó mập mập nè. Không biết phải cá mái không, mình thấy có nhiều con quá. Đã quá. Con này sim xanh, mấy con này bụng to, con dài ốm là con trống. Con này cũng sim xanh. Đây chú ý là sim xanh là chủ đạo. Sim xanh phướng. Sim xanh phướng là chủ đạo. Này có mấy cái gông này dễ thương quá. Cá nó chui lên gông luôn nè. Quá trời cá luôn. Mình ấy mình ông chú cũng nuôi cá beta, cũng nuôi riêng mọi người. Không có nuôi chung trong đây. Đẹp. Ngẹt đầu, ngẹt đầu hết. Giờ mát là mấy con cá nó thích, nó lên vậy nè mọi người. Mát quá mà. Cu nheo quá trơn luôn. Bởi vì mình thích chiều chiều mình hay thả qua đây, mình ngắm cái đàn cá trong cái bể cá của chỗ chạy cá kiển Phương Hoàng á, chỗ Hòa Khánh. Mình quẹo hướng Ba Sợi, mọi người mình quẹo vô cái là tới liền ha, để chạy cá kiển Phương Hoàng. Sau này mà cái đường phía trước nhà này mà làm mở rộng thêm 6m, 8m thì ông chú cũng sẽ nâng cấp cái chạy cá ông lên. Bây giờ là hiện giờ là chưa ha, tại vì đang đợi làm đường đó mọi người. Bên đây nó trái ngược với cái đường, nó không có thuận tiện cho học sinh đến đây nhiều. Ủa cái mái che này là ông chú không tận dụng cái dựng cái lưới cũ không làm hay gì á? Dạ. Chưa giờ bữa hôm nắng dữ lắm luôn hả? Rồi nó nổi đầu hay sao? Nóng ha. Có mái che vậy cái hồ cá đỡ ghê luôn. Dạ. Dạ. Làm mái này đỡ gì đâu luôn á. Mát. Ủa gì hả? Không có, giờ nó chưa.